Thì ra con không nói Rồi, được. bây giờ mình một lần nữa nha. Training with this sentence. Với cái câu này để mình wake up energy nha. Để mình thức Ông tỉnh già năng chắc lượng mình nha. cũng tuổi Ok? Được không? Rồi, thử tin nha. Để mình đọc nha. không Luyện dần đi mà lại là nha. ông cháu Rồi. đi qua đây. In New Year, I hope that I will be more hardworking and more beautiful. Ok. Rồi, ai chúc nè. Ai chúc nè. Ai thử chúc nè. Harry chúc rồi. Harry very fast. Let's go, Harry. Yeah. In New Year, I hope that I will be more hardworking and more beautiful. Very good. Đúng rồi đó. Một hồi nữa con giữ nguyên như vậy nha. Rồi, Ben, Ben, let's go, Ben. In New Year. In New Year, I hope that I will be more hardworking and more beautiful. Very good luôn. To rõ tràn đầy năng lượng rồi ha. Alvin, Alvin. It's good. Let's go. Bật micro trước nè. In New Year, I hope that I will be more hardworking and more beautiful. Very good, very good. Tốc độ tốt rồi đó, được không? Yes, bây giờ đọc cái tốc độ đó là được rồi ha. Rồi nhấm nhé trong câu, very good. And remember body language. Và câu nói. Công thức lắc bù đấy. Okay, remember mouth movement. Đúng nhớ là mouth movement. Very good. Mình phải mở rộng miệng ra đúng không? Nói to rộng. Được chưa? À, trong miệng và lưỡi bên ngoài. Yes. Mouth more on mouth. Eye contact. Very good. Eyes contact. Nhớ nhìn eye contact. Các bạn khi nói nha, mình đừng có nhìn xuống nhiều quá ha. Rồi, mouth movement. Giỏi. Okay. Hand gestures. Hand gestures. Gestures. Tức là cử chỉ tay đúng không? Rồi đúng. Một cái trình là cô chúc muốn nhìn thấy tay của các bạn nữa nha. Được không nè? Vâng ạ.